Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Assassin's Creed Origins. Mình là Hugh Bell. Và như các bạn đã thấy, hiện tại mình đang đứng ở trên một cái cột rất là cao. Thực sự là mình đã loot được một vài hòm kho báu trên đường đến tìm đến cái trên cái cột này. Thì nếu như các bạn không nhớ là chúng ta tìm đến cái cột này để làm gì thì để mình nhắc lại cho các bạn nhớ nha. Ok, let's go. Thực ra thì cái cột này nó cũng khá là gần với thành phố của chúng ta, vậy nên là mình quyết định là sẽ sojourn luôn ở đây để xem có những cái nhiệm vụ gì mới hay không. The Stone Circle là gì? Vòng tròn cục đá. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một pha Leap of Faith rất là huyền thoại. Và mình không biết là trong quá trình chơi mình có bị ho sặc sụa hay không, bởi vì thực sự là mình sẽ phải xin lỗi các bạn trước, bởi vì cái họng của mình hiện tại nó vẫn chưa khỏi và mình đang phải uống thuốc để điều trị dần để có thể cho ra mắt được cái sản phẩm nó có cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần giao diện của nhân vật đi. Như mình đã hứa với các bạn là nếu như các bạn muốn mỗi tập mình thay một bộ quần áo thì mình sẽ thay. Thì đây thực ra là những cái bộ mà chúng ta được tặng, mình được tặng ở trong các cái bộ Season Pass. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ còn được tặng thêm nếu như mà chúng ta cố gắng mở khóa được các cái thứ ở trong game, và chúng ta sẽ được tặng các cái bộ trang phục như thế này. Thì mình nghĩ là sau cái tập này hoặc là một hai tập nữa thì mình sẽ cố gắng mình bắt đầu, khi mà có nghĩa là khi mà mình không quay video game thì mình sẽ tham quan cái thế giới mở của game này, vì thực sự game này nó có một cái map rất là to. Mình sẽ cố gắng khám phá để mình có thể mở khóa được thêm các cái trang phục. Còn nếu mà mình chưa mở được thì mình sẽ quay về trở về mình mặc cái bộ mặc định này. Ok, thì các bạn có thể comment bên dưới để cho mình biết ý kiến của các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đầu tiên mà chúng ta sẽ được tặng, đó là Desert Cobra. Hay dịch ra tiếng Việt nôm na nó là nó kiểu như là rắn hổ mang ở sa mạc. Rồi. Ok. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái đặc điểm của cái bộ này là chúng ta trượt rất là êm, rất là nhẹ nhàng ở trên cát khi mà chúng ta mặc cái bộ này. Đấy. Và đánh nhau rất là nhanh khi mà mặc cái bộ này ở, mình nghĩ là mặc cái bộ này ở đánh nhau ở sa mạc thì bộ này nó rất là có lợi. Rồi, bởi vì nó là legendary outfit, nó là một bộ huyền thoại. Rồi. Để mình điểm qua xem nào. Hiện tại chúng ta có những cái nhiệm vụ gì? Chúng ta hiện tại có hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ level 5, hình như cái nhiệm vụ này ở phần chính và đây, mình sẽ để tạm đấy và mình sẽ làm các nhiệm vụ phụ trước, bởi vì nhân vật chúng ta như các bạn có thể thấy là mới level 3 thôi. Mình sẽ làm trước cái nhiệm vụ này. Nó có tên là chuột nước. Thì cái mô tả nhiệm vụ này là bọn cướp nó đã cướp hết đi tất cả các cái vụ thu trong cái mùa xuân này của người dân. Đấy, bên này là người dân cũng rất là cần nước sạch, chúng nó cướp hết. Đấy, bên này là chắc là mình nghĩ là chúng ta sẽ phải giết cái bọn cướp này thôi. Thì chúng ta sẽ phải tìm bọn nó ở trong cái Amanai Cave, ở trong một cái hang động có tên là Amanai. Ok, let's go. Hay đấy. À, mình quên chưa đề cập, trên đường đi thì mình cũng đã phịch mấy thằng này. Ok. Ai à, chúng đánh nhau à? Chúng muốn đánh nhau à? Thật à? Chú, các chú làm gì có trình? Các chú biết anh là ai không? Anh là cụ tổ của Assassin's Creed. Ok? Motherfucker. Rồi, cho tao mượn con ngựa luôn. Ok, chúng ta sẽ phải đi tận đâu đây? Tít trên này cơ. Tại sao cái hang mà nó lại ở trên cao đấy nhở? Và mình phải nói thật là cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn luôn dành các cái sự quan tâm cũng như là chú ý cho cái series game này. Vì thứ nhất là hầu hết các bạn khán giả ở đây đều biết đến mình, và một phần là mình nghĩ là số các bạn khán giả biết đến mình nhờ Assassin's Creed rất là nhiều. Không phần này thì phần khác, không phần 4 thì cũng là phần Syndicate hoặc là phần Unity. Nói thật là hơi xấu hổ bởi vì Unity mình chưa hoàn thành hết, và Syndicate cũng vậy. Có một cái đáng tự hào, mình khá là tự hào khi mà nói mình đã hoàn thành hết cái base game của Syndicate rồi. Chỉ còn cái phần Jack the Ripper, mình nhớ là vậy, là mình chưa hoàn thành. Vậy nên là ở cái tựa game này thì mình cũng đã mua, như các bạn biết thì mình cũng đã mua một cái bản khá là ngon. Thì nó bao gồm tất cả thêm các cái nội dung phụ nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng chơi hết các cái nội dung phụ của game. À, đây.
Mình cùng với Aya đã từng đến đây hồi nhỏ. Sao thế anh bạn? Cat? Anh làm gì ở đây ấy? Mình cũng chả biết Cat là thằng nào luôn. Back, tôi nghe anh đã quay trở lại. Hãy im lặng đi, bọn nó biết đấy. Ai? Bọn cướp. Bọn nó cướp hết cả vụ thu mùa xuân của chúng tôi rồi. À, bọn nó đã lấy nước, nguồn nước từ đây à? Ok. Chúng mày khá lắm, chúng mày có biết tao là ai không? Ok, cả chú chết với anh. Hiện tại anh là anh đang khá là gọi là anh là khá là có hứng với tựa game này. Các chú không nên động vào anh, sai lầm. Ở đây có mấy thằng ấy nhỉ? Shut the fuck up, you Egyptian motherfucker. Mày muốn lăn bụng không? Lăn bụng này, lăn bụng này. Dãy ruộng. À. Kêu gì kêu lắm. Kêu lắm kêu lốn. Ok chưa? Cái gì? Cái gì có lợi? Mày có biết tao là ai không? Lên đây. Tao mới học cách combat rồi. Đùa với tướng quân à? À, you know who I am? Do you know who I am? Piece of shit. Một thằng. Hay à, được lắm. Thằng bắn chuẩn hơn. Lên đây mà bắn này. Lên đây mà bắn này. Chó lợn. Rồi bắn anh á. À. Chó lợn này. Vẫn còn nữa cả. Đồng phết nhỉ. Còn hai thằng. Ok. Mày vào đây. Ngon thì vào đây. Vào đây. Vào đây. Bọn cướp sẽ nghĩ lại lần hai khi chúng ta quay lại đây. Lăn lộn cái gì? Chúng mày cướp người ta. Chúng mày có lăn lộn thế không? Hả? Mình là kiểu thực thi công lý các bạn hiểu không? Vậy thôi à. Ok, chúng ta cùng đến với bảng Find New Quest. Chúng ta có thể tìm nhiệm vụ mới bằng cách là đi tìm tra các cái dấu chấm than ở trên bản đồ. Thì cái con đại bàng, thực ra con của chúng ta, cái con Senu của chúng ta là con đại bàng các bạn ạ. Mình cứ nghĩ nó là diều hâu mà thôi không sao. Con đại bàng có thể giúp chúng ta tìm nó, hoặc là chúng ta có thể tìm nhanh bằng cách là mở trực tiếp cái bản đồ ra luôn. Ok, coi nào. Cũng khá nhiệm vụ đấy. Chọn bất kỳ một nhiệm vụ đại đi. Nhiệm vụ level 2, nhiệm vụ level 3, nhiệm vụ cũng level 3 luôn. Ok. Rồi, coi nào. Chúng ta sẽ cố loot hết đồ trong này đi, xong rồi té. Chẳng lẽ về tay không, đúng không? Rồi xem còn gì nữa không? Hết chưa? Còn đâu nữa nhỉ? Oh shit, bấm mình bấm nhầm. Cái này là khu chứa tên rồi. Ống chứa tên này, vừa còn một cái. Đây rồi. Ngon. À quên, mình còn chưa lấy kiếm nữa. Để mình xem nào. Hiện tại mình level 4 rồi đây này. Mình vẫn cầm lấy kiếm level 1, bảo sao yếu thế. Mình lợn kia nó chém. Trời, cái gì đây? Cái này là sharp cut.
Ồ, cái này có vẻ ngon đấy. Đem là bị giảm, chất lượng giảm xuống này. Ok. Nhưng mà đem thì rất là cao, đem 62 trên giây lận. Đồ này của chúng ta là xem đem bao nhiêu đây. 48. Ok. Lấy thử cái này đi. Đó. Chúng ta có một cái giáo này. Ghê vậy. Ngoài ra nó có mấy thêm cái mấy đồ này nữa. Sao? Xem cung nào. Ồ, cung có level 3 luôn. Level 5 chưa đeo được. Rồi xem còn cái gì nữa. Oh wow, mình được tặng mấy con này mà mình không biết. Shit. Thôi, mình thích dùng lạc đà hơn. Lại lạc đà trông nó cute quá. Giáp xem được cái gì không? Ồ, chúng ta được cái level 3 này. Đồ này ngon hơn hay đồ này ngon hơn nhỉ? Rồi, lấy cái này. Hết chưa? Ồ, đúng rồi, mấy cái này chúng ta phải craft các bạn ạ. Mấy cái này cũng vậy. Được, mấy cái này mình sẽ tìm sau. Rồi, xem... chúng ta lên cấp chưa? Lên cấp rồi này. Đủ. Cái này mới nha. Dawn and Dusk. Cái này là bình minh và hoàng hôn này. Hay phết. Cái này là nó như kiểu ngồi thiền. Như các bạn nào mà có chơi Witcher, từ Witcher series, các bạn sẽ biết cái tính năng này. Đây là một cái tính năng mới ở trong Assassin's Creed. Rất là hay. Chúng ta có thể ngồi, giả dụ đang đêm, chúng ta muốn chuyển trời sáng, chúng ta có thể dùng cái chức năng đấy để ngồi thiền. Cái này thì mình biết, vì mình là một fan rất là cực cực bự của của Witcher. Nhưng mà thôi, chúng ta đang chơi Assassin's Creed nên bỏ qua đi. Cái này bắn vào đầu là chúng ta sẽ được thêm kinh nghiệm này. Còn cái này cái gì đây? To kill. Chúng ta giết kẻ địch bằng một cái công cụ nào đó thì sẽ được thêm kinh nghiệm. Chúng ta có những cái công cụ là Flash Decay, Poison Dart, Fire Bombs và Fire. Rất là nhiều. Kiểu mũi tên độc này, tên độc tiêu độc này, bom lửa. Rồi các thứ này. Nhưng mà cái đấy mình nghĩ là chưa cần. Ồ, Generation. Mình nghĩ cái này cần này. Nâng cái này trước đi. Ok, vậy là xong rồi. Bây giờ tôi... Let's get the fuck out of here. Mình sẽ cố gắng làm hết tất cả nhiệm vụ phụ trong một tập. Để có thể sang tập sau chúng ta có thể. Bayek, the spring, you got it back. Rồi. Thank the gods. The farmers need this desperately. Những người dân rất là cần cái khu này. It's like having our Tôi cảm back thấy again. rất là biết ơn. I'm glad Tại I came. sao tôi giúp ông, May I tôi move giúp on mọi người mà sao from ông lại cảm ơn các vị thần là sao? Tại sao lại cảm ơn Chúa Trời không cảm ơn tôi? Chúa Trời đâu có giúp ông đâu. Tôi là người giúp ông mà. The fuck are you talking about, dude? Rồi. Xem mình có fast travel được không? À, thực ra nhiệm vụ nó ở đây. Cũng khá là gần. Mình nghĩ là mình sẽ bay về đây. Rồi, thử chức năng fast travel. Cái này thì rất là quen thuộc rồi đối với tất cả các bản tiền nhiệm của Assassin's Creed. Mình xin lỗi bạn vì mình hay có một cái tật không biết là xấu hay là một cái thói quen bình thường, một cái thói quen xấu hay là như thế nào. Mình luôn so sánh. Có lẽ chăng là mình cũng là fan hâm mộ những cái bản tiền nhiệm nên là mình luôn muốn đưa ra những cái sự khác biệt của những cái bản 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 mới và bản cũ kiểu như vậy. Chứ còn mình không có ý kiến kiểu mang ra so sánh kiểu bản này hay hơn và bản kia hay hơn. Thực sự luôn, game nó như kiểu là những bộ phim vậy các bạn ạ. Cơ chế bộ phim, cơ chế của game thì nó cũng như kiểu là các cái tình tiết ở trong phim thôi. Nên là mình nghĩ là các bộ phim nó cũng khác nhau, như kiểu các cái phiên bản của game nó cũng khác nhau vậy. Chúng ta có quyền so sánh mà đúng không? Miễn sao nó không so sánh một cách quá đáng là được. Sao nhảy xuống dưới để mất máu nhỉ? Vớ vẩn thế. Coi nào. Chúng ta có nhiệm vụ gì ở đây đây? Xin chào bà con. Bà con vui khi gặp tôi không? Ptolemy. Hắn ta đã mang một nỗi buồn rất là lớn đến tất cả chúng ta. Hello, Toma. Xin chào Soma. Magi của chúng ta. Anh đã quay lại rồi. Giờ sao đây? Nói chuyện xem nào. Chuyện quái gì đã xảy ra với cái cửa hàng blacksmith của anh vậy? À,
Ptolemy thấy tôi đang chế vũ khí và hắn là cướp của tôi. Hắn lấy trộm, hắn đã cướp đi các cái công cụ của tôi rồi. Tất cả những người dân Siwa đều cần một thợ rèn, ngay cả tôi cũng thế. Tôi không thể giúp anh được bái cho đến khi mà tôi lấy được các cái đồ nghề của tôi lại. Thì cái thằng đội trưởng này với cái bộ đồ nghề của anh thì nó có ở đâu không? Nó ở khu trên đồi. Rồi, mình có vẻ mình bị ngạt mũi rồi. Rất xin lỗi các bạn. Vậy là để tóm tắt lại, thằng thợ rèn này nó bị cướp mất cái bộ đồ nghề và nó không thể rèn vũ khí cho ai được. Bởi vì bọn khốn nạn kia nó đã cướp của nó rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải giúp nó lấy lại. Để xem chúng ta có nhiệm vụ không nào. Ok, đây là nhiệm vụ đây. Rồi, tất cả các bọn lính đã cướp đi cái công cụ của thằng Benip, nghĩa là nó là một thằng thợ rèn ở làng thôi. Đấy, bắt buộc nó khiến nó bắt buộc phải đóng cái cửa hàng lại. Bây giờ chúng ta sẽ giúp nó lấy lại để nó có thể trở lại thành một người thợ rèn rất là tốt bụng ở trong làng. Chúng ta có hai nhiệm vụ, hai cái object mà chúng ta cần phải làm. Đầu tiên đó là các bạn đọc được mà đúng không? Chúng ta đều hiểu mà. Đi tìm cái bộ đồ nghề của thằng đấy và giết thằng thằng đội trưởng. Very easy man. Chào anh em. Thực sự là mình không muốn đổi con lạc đà sang một con ngựa, vì mình ngựa thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Ngựa chúng ta gặp ở rất nhiều game rồi. Lần này cưỡi lạc đà, mình thực sự rất muốn cưỡi lạc đà, mặc dù không biết là đổi đổi sang các cái con khác thì có bị ảnh hưởng với tốc độ hay không, như kiểu lạc đà nó chậm hơn ngựa ấy. Ở ngoài đời là chắc chắn rồi. Còn không biết ở trong game thế nào, hay là nó chỉ là một cái dạng kiểu skin. Rồi, chúng ta như chúng ta gần đến rồi. Mình sẽ xuống đây cho đỡ bị phát hiện. Chạy xuyên dân làng. Rồi xem nào. Xài con đại bàng rồi mà. Chắc phải đi hẳn lên đây rồi. Có ông ở đâu đấy? Bộ đồ nghề của thằng kia nó ở đâu nhỉ? Để mình bay hẳn lên cao xem nào. Ok. Mày ở đâu? Xin lỗi các bạn. Rồi. Thằng này là thằng đội trưởng đúng không? Còn một vố nữa là ở đâu? Rồi xong. Let's go. Ui, nó có hình cái vương miện kìa các bạn ơi. Thằng này chắc chắn là thằng đội trưởng rồi. Nhưng mình cũng phải cảnh giác, bởi vì chúng ta chơi stealth mà. Các bạn biết là mình sẽ chơi stealth rồi mà đúng không? Hay các bạn nghĩ là mình sẽ chạy ra mình đánh nhau? Không biết lính ở đây có đông không? Rất là nhiều đồ có thể loot được. Ủa cái gì đây? Đây là tin khẩn cấp này gửi đến Muthis. Rồi, đéo quan tâm lắm. Mình thì không, mình rất ghét các cái bản report, các cái bức thư. Nhiều lúc là nó giúp game ấy, nhưng mà mình nghĩ game này nó không phải là một dạng như thế. Thằng đội trưởng nó ở bên kia đúng không? Nó làm gì nhỉ? Giết luôn. That's my friend. That's everything. Many people pleased to hear it. Lão.
Còn thằng nữa đâu? Hết rồi à? Nó đâu rồi? Ôn vật này nó chạy ạ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Mách lèo à? Má à mày. Cái này là cái gì đây? Đặt bẫy à? Mà đây có bẫy gì? Ok xong rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Kêu ca cái gì? Mình có nên loot đồ ở đây không nhỉ? Ở lại một tí loot đồ đi. Giờ nào chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ coi như là đang khai thác thế giới mở mà. Trong này có đồ này. Nhiều phết đấy. Đồ đấy không phải cứt đâu các bạn ơi. Nên là chiếm, nếu mà có chiếm vị hơi dài, độ dài thì các bạn thông cảm tí nhá. Thực sự mình rất muốn khám phá. Tiện đây mình sẽ cùng khám phá với các bạn. Wow. Đây. Nhiều vãi. Mà tiền chưa biết để mua cái gì nhỉ. À có khi có thể rèn vũ khí của cái thằng Benip về sắp tới này. Ok. Nghĩ là đến lúc trở về rồi. Hôm nay là ngày đen của chú rồi. Như có hai thằng trong này. Có nên giết không nhỉ? Hay là bỏ qua này? Ok. Easy. Rồi xong. Rồi chúng ta về thôi các bạn ơi. What fuck, không gọi được lạc đà. Sao không gọi được lạc đà nhỉ? Hay là chúng ta đang ở trong khu này không gọi được lạc đà? Xin chào người anh em. Khỏe chứ? Đúng rồi. Có khi ở trong cái cam của chúng nó là chúng ta không đi được. Về thôi. Let's go. Cả là mượt mà đấy nhỉ. Thôi, nó ở trong này rồi. Mày còn định đi đâu với lạc đà? Ngố vừa thôi chứ. Lạc đà gì mà lừa, như lừa. Xin chào. Here are your tools. Đây là dụng cụ của anh. Thằng đội trưởng sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. Cuối cùng thì tôi có thể mở lại cửa hàng của tôi rồi. Cảm ơn anh. Rồi, không sao. Tôi đã tìm thấy cái đống vũ khí này tôi giấu của bọn lính. Anh hãy chọn đi. Chú tặng anh à? Được đấy. Có cái những cái gì đây? Chúng ta có cung này. Giáp à? Khiên à? Giáo này. Cái này là cái gì? À cái mace. Cái mace là như kiểu là cái búa. Thôi không lấy cái này đâu. Lấy giáo đi. Mình chưa biết xài giáo nữa nhỉ. Ok. Cái giáo này rất là sắc và dài. Ok được đấy. Lấy đi. Cảm ơn chú nhá. Level 4 lận. Wow. Ok. Cảm ơn. Nice. Rồi, để mình xem còn nhiệm vụ phụ nào nữa, mình làm nốt nào. Vậy là chúng ta... Ok. Rồi, chúng ta có một cái nhiệm vụ ở đây này. Ok. Để mình xem mình có cái chức năng... mình chưa lên cấp. Mình chưa thể sử dụng được cái chức năng ngồi thiền. Thôi đi thôi. Xài tạm con này vậy.
trông cưỡi lạc đà swag vãi. Giống kiểu mấy anh Ả Rập ấy, Ả Rập Xê Út. Thiếu gì tiền đâu, cưỡi lạc đà chơi chất và ai đấy. Đây là chúng ta đi đâu ấy nhỉ? Có phải vào đây không trời? Không phải, cái này đâu ở bên kia núi cơ mà. Xin lỗi lạc đà nhá. Hẹn gặp chú tí nữa. Anh phải trèo lên chỗ này đã. Các bạn thấy tài trèo tường, trèo núi rất là tài tình của bé X không? Mẹ. Hôm nay làm ăn cắp thì ăn trộm thì thôi. Khỏi bàn. Chấp cả nhà có hàng rào luôn. Làm một trơn. Gì á? Rồi, chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo xem nào. Có chuyện gì xảy ra đây? Trẻ con à? Fenuku, ở đây rất là nguy hiểm. Về nhà đi cháu. Bác, chú quay lại rồi. Genzira đâu? Bạn ấy muốn thấy các cái đầu lâu xương sọ ở trong cái hang. Cháu chạy đằng này. Genzira chạy đến cái lăng mộ. Rồi, về làng đi. Để chú tìm cháu cho. À, để chú tìm em cho. Cháu có cần phải nói với bố mẹ không? Genzira đã lôi cháu vào việc này. Nó sẽ phải nói chuyện với bố mẹ. Oh shit. Mày không bắt tao đi vào đây chứ. Đù. Khu mới này. Mountain of the Dead Tomb. Trong này có vẻ nghe kiểu ma ám phết nhờ. Minhotep. Để biết là cái gì. Đây nhiều di tích quá các bạn ơi. Ok. Ok. Wow, đẹp vãi. Các bạn nhìn này. Đẹp vãi. Thứ gì mình có thể vào đây mình khám phá thật. Nhưng mà thấy hơi ghê. Mình phải vào hẳn đây thật đúng không? Nhưng mà làm cái gì có chỗ. Hết chỗ rồi còn đâu. À. Ok, quên. Ok. Quên mà. Ồ, nhìn này. Đẹp vãi. Kiểu hồi xưa đây là dân ấy. Dân đây là người của họ ấy. Họ không lấy. Rồi, thằng mắt con này đây rồi. Mày định vào cái gì? Làm gì có lối nào mà vào. Chết cha rồi. Không có lối vào các bạn ơi. Này ở đâu này. Đủ. Không hiểu thằng mắt con kia nó vào đây kiểu gì luôn. Đồ hồ này. Okay. Kéo ra hay kéo vào đây? Để ra hay để vào? Để vào à? What? Gì vậy? Trời ơi. Còn thế nữa. Nó còn hành hạ nhau các bạn ạ. Thấy mệt không? Này gì đây? Ok. Trời đủ. Tận hai lối vào. Chối sao? Shut the fuck up. Bằng nghịch ngợm. Mày có ổn không? Chứ không thể tin được là chú quay lại.
Cháu không nên ở trong này. Cháu đang trốn Hyenas. Cháu tự tìm đến rắc rối còn chưa đủ mà còn phải lôi em vào. Rồi. Thì trước tiên phải để chú lút đồ đã. Chú rất là tham lam. Đủ được cái khiên này các bạn. Để chú lút đồ cái đã. Cháu muốn nói với chú. Nói cái gì? Ra xem cái này cái gì. Đây là những cái chữ viết cổ đại. Đi ra nào. Thằng này nó cũng ghê thật. Mình nó dám chui vào đây. Ok. Rồi, ra được rồi. Ây ạ. Ây ạ. Chết mẹ. Mày. Ây ạ, đau quá. Ăn đòn. Bình tĩnh. Bố láo. Con chó sói rồi, nó chạy rồi. Ây ạ. Bố láo vô tuyệt. Rồi ra đây, được chưa? Rồi, muốn hỏi chú cái gì? Cháu có thể là Matt Jay như chú một ngày nào đó. Ok, cháu có thể làm điều đó bằng cách là tìm em cháu và đừng em đưa em cháu vào nguy hiểm nữa. Rồi, get the fuck out of here, kid. Ok, trời có vẻ sáng sáng hơn một tí rồi đấy. Một cái điều rất quan trọng của game này đó là có ban đêm các bạn ạ. Một số game thì những cái quest, những cái nhiệm vụ nó sẽ đưa chúng ta vào những cái khoảng thời gian khác nhau. Nhưng mà không phải là lúc chúng ta đang chơi, không phải là lúc chúng ta đang khám phá ở bên ngoài. Các bạn hiểu không? Đấy, một cái điều mình rất là thích ở game này đó là nó có trời tối. Vậy nên vì sao nó mới có tính năng ngồi thiền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào. Nhiệm vụ... Oh, hiện tại thì chúng ta đã level 5 rồi và chúng ta đã đủ để có thể làm được cái nhiệm vụ chính. Sau khi mà loay hoay làm các nhiệm vụ phụ rất là mệt thì chúng ta cuối cùng đã đủ đạt level 5. Rồi, để xem đồ chúng ta có những cái gì đây. Ồ, mình đã có thể cầm được cái kiếm này luôn rồi. Level 5 có khác. Và cái giáo này nữa. Wow. Đeo thử cái giáo này đi. Ngoài ra mình nhớ mình được tặng một cái khiên cung level 5 này. Và cái khiên level 5 đâu rồi? Thực ra khiên chúng ta có level 4 thôi. Rồi. Rồi, cộng vào điểm nào bây giờ? Chúng ta có 2 điểm. Charge heavy attack này. Đủ. Đánh trên không luôn, nhảy xuống đánh. À. Cái này là chúng ta có thể đỡ lại. Ngoài cái này gọi là deflect này. Bấm B khi mà đang ở chế độ cầm khiên để có thể đỡ lại được chúng nó, gây choáng và sau chúng nó đánh lại được. Được đấy. Một điểm này. Và charge này. Đánh nhau tí. Ok. Vậy chúng ta mới cộng được 2 điểm. Một cái là giữ right trigger. Chúng ta phải giữ. Đấy, như các bạn có thể thấy. Rất là ghê. Kinh thật. Được, có thể nóc được đấy. Một cái cú nóc. Nếu khi mà chúng ta sạc đầy đủ luôn. Rồi, ok. Vậy thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây. Bởi vì chúng ta cũng làm khá là đu đủ các cái nhiệm vụ phụ rồi. Và
chắc là mình sẽ gặp lại các bạn những cái tập sau, và sang cái tập sau chúng ta sẽ bắt đầu làm cái nhiệm vụ chính thứ hai của cốt truyện của game Assassin's Creed Origins. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn dành cái sự quan tâm đến những cái video game của mình. Nếu như thực sự đây là cái một trong những cái series thích nhất của các bạn thì các bạn có thể chứng minh điều đó với mọi người, với mình bằng cách là hãy cho mình một cái like cho các cái video ở trong cái series này. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ cho tinh thần của mình có thể ra nhanh hơn các cái video trong thời gian sắp tới bằng cách share các cái video của mình lên trên mạng xã hội như kiểu Facebook, Twitter hoặc là Instagram. Đấy, thì ngoài ra các cái thông tin về fanpage của mình, Instagram cá nhân và cái trang mua cái bản quyền, các bạn có thể ghé thăm vào cái link bên dưới. Thì nó sẽ chỉ khiến cho các bạn mất khoảng 5 đến 10 giây thôi. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có thể, mình hy vọng các bạn sẽ làm những cái người khán giả rất tuyệt vời của mình, như các bạn làm được hết tất cả những cái điều mình vừa nói. Nghe này có vẻ hơi bắt buộc nhưng mà những cái điều đấy nó sẽ giúp mình có thêm tinh thần. Ok, và một lần nữa mình sẽ gặp lại các bạn ở những tập sau. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.